Hello mọi người, đã đến với kênh Võ Bia Cha và hôm nay sẽ tập số 28. Và chủ đề hôm nay là gì? Chủ đề hôm nay mình sẽ nói về chất xơ. Chất xơ thì là một cái cụm từ mà mọi người thường nghe đến, là thường nghe đến nhiều nhất sẽ là trẻ em ha. Trẻ em thiếu chất xơ thì phải bổ sung chất xơ để nó tốt cho hệ tiêu hóa, nó giúp cho trẻ có nhiều dinh dưỡng tốt hơn, rồi trẻ ăn tốt hơn, người lớn cũng bổ sung dinh dưỡng, người già cũng bổ sung những chất xơ. Nhưng cái cụm từ nó rất quen thuộc, tuy nhiên thì chưa chắc mọi người đã hiểu rõ về chất xơ như thế nào, và hiện tại khẩu phần ăn trong mỗi ngày của mọi người ở Việt Nam thì người dân đang thiếu khoảng bao nhiêu cái hàm lượng chất xơ. Và cách nào để mà mình bổ sung chất xơ cho cơ thể để cơ thể mình nó đảm bảo sức khỏe, nó giúp hệ tiêu hóa mình tốt, thì chắc chắn là mình nghĩ là không có nhiều người biết được cái thông tin đó. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn những định nghĩa về chất xơ và chất xơ như thế nào, tác dụng của việc bổ sung đầy đủ chất xơ, và người Việt Nam trung bình đang thiếu khoảng bao nhiêu chất xơ, và cách nào dễ dàng và tốt nhất để mình bổ sung chất xơ vào cơ thể hàng ngày để cho giúp cho cơ thể của mọi lứa tuổi, từ trẻ nhỏ, người trưởng thành đến người già được nhiều sức khỏe ha. Thì hôm nay mình sẽ đi tìm hiểu về chất xơ. Và đầu tiên mình sẽ nói về cái định nghĩa chất xơ ha. Đây, chất xơ trong thực phẩm là phần khó tiêu hóa của thức ăn, là chất dinh dưỡng đa phần có nguồn gốc từ thực vật. Từ thực vật ha. Chất xơ đa phần từ thực vật ha. Chất xơ cũng là một loại carbohydrate, chất dinh dưỡng quan trọng không thể thiếu đối với cơ thể. Có nghĩa là chất xơ là một cái chất dinh dưỡng không thể thiếu, và nếu thiếu thì cơ thể sẽ gặp những vấn đề ha. Thì chất xơ có vai trò quan trọng đối với hệ tiêu hóa, góp phần kiểm soát cân nặng, điều chỉnh lượng đường trong máu, hỗ trợ giảm cholesterol xấu và nhiều lợi ích khác trong cơ thể. Thì hình dung là nó sẽ có ba cái quan trọng đối với sức khỏe cơ thể. Đầu tiên là nó sẽ kiểm soát cân nặng cơ thể, để không xảy ra những tình trạng về còi xương, hoặc là những tình trạng về gọi là béo phì ha, nó cân đối cái cân nặng cơ thể ha. Cái thứ hai là nó điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp cho nhiều người bị các vấn đề về thiếu máu hay bị tiểu đường ha, thì nó sẽ giúp cân đối. Cái thứ ba là nó giảm hỗ trợ giảm cholesterol xấu, thì cái này nó sẽ liên quan đến bệnh gút ha. Thì chất xơ nó sẽ cân đối, sẽ giúp cho mình loại bỏ những vấn đề về tăng hoặc giảm lượng cholesterol, ảnh hưởng đến cái thường nhất sẽ là bệnh gút ha. Thì tuy nhiên, để biết cách bổ sung chất xơ qua chế độ ăn uống hợp lý, bạn cần hiểu chất xơ có bao nhiêu loại và tính chất của từng loại chất xơ như thế nào, nó phù hợp với cơ thể của người như thế nào ha. Thì đầu tiên, chất xơ được phân thành hai loại tùy thuộc vào khả năng tan trong nước, ha. Chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan trong nước. Cả hai loại đều đóng vai trò quan trọng, có chức năng khác nhau trong cơ thể. Tuy nhiên, mỗi loại nó có tính năng tan hay không tan trong nước, thì nó sẽ có những cái tính chất và cái cách để mình xử lý khác nhau ha. Thì đầu tiên mình sẽ tìm hiểu về chất xơ hòa tan trong nước được. Thì là loại chất xơ có khả năng hòa tan trong nước, tạo thành dạng gel trong đường tiêu hóa. Chất này làm chậm quá trình tiêu hóa, nhờ đó mà giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, mang lại hiệu quả giảm cân tốt hơn ha. Các thực phẩm giàu chất xơ hòa tan như yến mạch, các loại đậu, các loại hạt. Và đó là lý do tại sao những người mà họ tập gym hay là họ đang muốn giảm cân thì họ thường xuyên ăn rau củ, và nhất là những cái hạt như yến mạch, các loại đậu và các loại hạt ha. Vì những cái này là ở trong nó có những chất xơ hòa tan dạng gel trong đường tiêu hóa, nó giúp cơ thể là chậm quá trình tiêu hóa và cảm giác là cơ thể cảm giác luôn luôn kiểu no, và giúp hạn chế cho người
cái người đó họ không có quá ăn ăn quá nhiều lượng trong một ngày ha. Đúng như tên gọi thì loại chất xơ này không có năng hòa tan trong nước ha, và cũng không bị phá vỡ bởi vi khuẩn đường ruột. Nó giúp di chuyển thức ăn qua hệ tiêu hóa, thúc đẩy quá trình tiêu hóa đều đặn. Vì vậy lớp xơ này có rất có ích cho ai đang vật lộn với vấn đề táo bón ha. Các thực phẩm chứa nhiều chất xơ không hòa tan như lúa mì, bánh mì nguyên cám, gạo lứt, cà rốt, cà chua. Thì trong loại này, cái gạo lứt là một cái gọi rất được ưa chuộng bởi những người ăn heo thì ăn giảm cân ha. Thì chất xơ hòa tan này nó phù hợp với những người muốn giảm cân, những người bị táo bón thì nên ăn những cái nguyên liệu chứa nhiều chất xơ không hòa tan, chất xơ hòa tan trong nước ha. Thì mọi người nên ăn những cái loại như thực phẩm như là yến mạch, các loại đậu, các loại hạt, lúa mì, bánh mì nguyên cám, gạo lứt, cà rốt và cà chua. Thì hôm nay trong video này á, mình chỉ nói về cái chất xơ hòa tan thôi ha. Còn chất xơ mà không hòa tan thì mình sẽ tìm hiểu trong một video khác. Thì tiếp theo trong chất xơ hòa tan trong nước á, thì mình sẽ tìm hiểu lợi ích của chất xơ. Vai trò của chất xơ đối với tiêu hóa thì chất xơ làm mềm và tăng trọng lượng kích thước của chất thải để ruột dễ dàng đưa ra khỏi cơ thể, từ đó giảm khả năng táo bón. Ha. Thì chất xơ như một cái bột, một cái chất mà nó làm mềm, tăng trọng lượng của và kích thước của chất thải để ruột dễ dàng đưa ra khỏi cơ thể ha. Thì theo các nhà dinh dưỡng á, thì chế độ mà ăn nhiều chất xơ hòa tan trong nước á, thì còn có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh chỉ và viêm túi thừa ha. Chất xơ còn rất tốt với sức khỏe tim mạch. Thì trong chất xơ hòa tan á, có trong đậu yến mạch thì có thể giảm được cái cholesterol xấu, làm tăng những cholesterol tốt ha. Một trong một nghiên cứu thì họ chỉ rằng là 10 gram chất xơ vào khẩu phần ăn mỗi ngày sẽ giúp giảm đến 14% nguy cơ mắc bệnh tim mạch và giảm 27% tỷ lệ tử vong do các bệnh liên quan đến tim mạch. Đó là một tỷ lệ rất là cao nếu bạn sử dụng đủ chất xơ hòa tan trong dinh dưỡng trong hàng ngày của mình. Chất xơ giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Lượng đường trong máu ha. Bệnh nhân tiểu đường đứng đầu danh sách những người nên dùng nhiều thực phẩm giàu chất xơ, bởi chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan trong nước thì có thể làm chậm quá trình hấp thụ đường, từ đó hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu. Đồng thời chế độ ăn nhiều chất xơ không hòa tan hỗ trợ giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường type 2 ha. Ngoài ra chất xơ còn nhiều lợi ích khác như phòng chống ung thư đại tràng, dị ứng thực phẩm, hen suyễn, giúp con người sống lâu hơn. Thì nhiều nghiên cứu cho rằng chất xơ trong ngũ cốc hạt giúp hạn chế một số bệnh ung thư như ung thư vùng đầu cổ, ung thư tế bào thận, ung thư đường tiêu hóa. Thì đến đây mình sẽ thấy là chất xơ nó rất quan trọng và nó sẽ là một cái chất dinh dưỡng giúp cho mình phòng chống rất là nhiều cái bệnh, từ giảm bị tăng cân béo phì hay đường huyết hay tim mạch hay dạ dày táo bón nè. Thì đó là rất nhiều cái tính năng của chất xơ. Thì các thực phẩm mà giàu chất xơ á, thì mình sẽ ăn này, như trái cây mình ăn có thể ăn quả lê, quả dâu tây, quả bơ, quả táo, mâm xôi, chuối ha. Đó là những cái thực phẩm có nhiều chất xơ. Còn với các loại ngũ cốc á, thì bạn nên ăn những hạt như đậu lăng, đậu China, quinoa, yến mạch, bỏng ngô ha. Còn những loại quả nhiều chất xơ sẽ là quả cà rốt, củ cải đường, bông cải xanh, atiso, nấm, khoai tây, khoai lang. Thì nếu các bạn nào cần thì cứ comment ở dưới video, mình sẽ ghi cụ thể các loại trái cây, các loại ngũ cốc và các loại quả để mọi người có thể về ăn, mua ăn để bổ sung vào dinh dưỡng cơ thể ha.
Và thực chất hiện tại người Việt Nam thì chỉ đáp ứng được 1/2 cái lượng RAU khuyến cáo của WHO để mình có cái lượng chất xơ nó đảm bảo trong tiêu chuẩn phải đạt được để mình phòng chống các loại bệnh nguy hiểm về tim mạch, về táo bón, về đường huyết ha. Thì với nhu cầu khuyến nghị của lượng rau mỗi ngày tôi với các cô là 400 gram bao gồm cả trái cây, thì đối với người Việt Nam thì nó ở nằm ở mức chỉ có 300 gram thôi, có nghĩa là chỉ mới 75% so với cái tiêu chuẩn. Thì đây là cái tỷ lệ trung bình. Thì sẽ có những cái vùng, những cái tỉnh, những cái cá nhân gia đình, thì mỗi cá nhân gia đình sẽ có lượng ăn rau nó tăng hoặc giảm khác nhau. Tuy nhiên thì mức trung bình thì Việt Nam chỉ mới đạt 75% rau củ thường ngày phải ăn để bạn cung cấp đủ cái lượng chất xơ tối thiểu ha. Thì đó thì à thì cái tiêu chuẩn này nó kiến nghị á là thế giới là 400 gram bao gồm cả trái cây, rau củ. Đối với Việt Nam á thì là 300 gram rau trên ngày là ổn. Tuy nhiên thực tế thì người Việt Nam chỉ đạt khoảng 190 gram rau củ trên ngày, ít hơn với nhu cầu kiến nghị ha. Thì chính vì thói quen mà ít ăn rau củ á thì khiến cho người Việt Nam đối mặt với nhiều gánh nặng về các loại bệnh mãn tính như là tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp. Thì chính vì lý đó thì chúng ta phải tìm một cách nào đó để mà chúng ta bổ sung được nhiều rau củ hơn, bổ sung nhiều chất xơ hơn từ những loại rau củ quả sao cho nó hợp lý ha. Thì cách mà đơn giản nhất và dễ nhất đó là ăn thật nhiều rau củ quả, những cái loại hồi nãy mình có đề xuất cho các bạn á, bạn ăn thật nhiều để mình bổ sung chất xơ. Và để ăn nhiều rau củ quả tốt cho sức khỏe thì chúng ta phải tìm một cách mà làm cho các con rau củ trở nên mới lạ, kích thích vị giác hơn. Và một trong những cái cách dễ nhất cho mọi người đó là mình chế biến các món rau củ với những cái loại sốt nó có nhiều vị để mình thay đổi mỗi ngày và nó phù hợp với nhiều loại rau củ khác nhau, để mình có thể suy nghĩ mỗi ngày, mỗi bữa mình có một loại rau mới, có những loại sốt mới để mình ăn, mình tạo ra cho cơ thể mình có những cái vị dễ ăn, và mình sẽ coi đó là một cái thói quen rất dễ để làm, thì đó là một cái tác dụng rất tốt. Và cách dễ nhất đó là bạn sử dụng những dòng sốt và mayonnaise để mình ăn cái rau củ hàng ngày có nhiều chất xơ. Và một trong những cái thương hiệu có nhiều dòng mayonnaise vị khác nhau, có nhiều dòng sốt khác nhau để bạn có thể kết hợp với rau củ ăn vừa ngon vừa dinh dưỡng vừa chất lượng và không thể thiếu, đó là nhãn hàng của QB ha. QB là một công ty chuyên về mayonnaise và đứng số 1 về có dòng dressing ở Việt Nam, và nổi tiếng nhất sẽ là sốt mè rang ha. Sốt mè rang ngoài ra có nhiều dòng sốt khác nhau, thì trong nhiều video trước thì mình đã giới thiệu các bạn chỉ cần tìm hiểu về các dòng sản phẩm của QB và mình tìm những dòng về mayonnaise và những dòng dressing ha, có rất nhiều đây, ví dụ như sốt thousand phù hợp với những cái nguyên liệu rau củ có tôm rồi có cà chua, hay là những cái loại về sốt hành tây phù hợp với nấm, sốt tương mè phù hợp với những cái loại rau có dưa leo, hay những sốt phô mai phù hợp với những cái loại có rau là rau xà lách ha, phô mai cay những loại đậu ha, rồi mè rang là chắc chắn là loại mè rang thì nó phù hợp rất nhiều cái rau củ khác nhau.
Đó, rất nhiều rau củ nha. Thì đây là một cái giải pháp tuyệt vời cho mọi người. Mọi người có thể đa dạng cái những cái khẩu vị phần ăn của mình, nó mới lạ, nó ngon miệng, giúp cho mình bổ sung một ngày mình ăn thật là nhiều rau. Ví dụ ngày mình ăn có được 100 200 gram thì mình khi mình có một cái loại suất ngon, mình sẽ ăn rau nhiều hơn. Như bộ bình thường mình chỉ ăn rau buổi sáng thôi, thì khi mình có những suất ngon ăn với rau, mình sẽ ăn cả 3 ngày 3 buổi ha, thì nó tăng cái lượng rau lên cho mình, nó tăng cái chất xơ lên, nó giúp mình đảm bảo những cái hệ về tim mạch, về thể thận, về máu, đường huyết rất là tốt. Và ngại gì các bạn không sử dụng những sản phẩm của Kiwi để mình giúp cho sức khỏe mình tốt hơn. Đó, mình nghĩ đó là một cách rất đơn giản và nó thuận tiện cho mình, nó vừa ngon và nó lại giúp cho mình xử lý những vấn đề sức khỏe, thay vì bạn để sức khỏe bạn nó càng ngày càng tệ tệ và đến lúc phải đi uống thuốc, phải đi điều trị những cái vật lý hóa học. Thì tại sao mình không dùng cách đơn giản nhất là mình sẽ sử dụng những loại về rau củ, mình ăn ngon, vừa ăn ngon mình vừa nâng cao sức khỏe mình lên, thì đó là một điều tuyệt vời. Và cái video hôm nay mình chia sẻ với bạn hãy sử dụng sốt của những dòng sốt Kiwi để mình ăn rau nhiều hơn, và đó cũng là một cái sứ mệnh của công ty Kiwi, đó là giúp người Việt Nam ăn thêm nhiều rau hơn ha. Và ăn thêm nhiều rau hơn thì bạn sức khỏe bạn sẽ tốt hơn, tuyệt vời hơn. Và hãy biết ăn rau một cách đúng cách, ăn tươi, ăn sạch và ăn ngon cùng với sốt Kiwi. Và video hôm nay đến đây của mình xin được kết thúc tại đây, và hẹn mọi người ở video số 29 sẽ chia sẻ những về những cái thông tin, những cái sản phẩm hữu ích đến sức khỏe gia đình của mọi người. Và hẹn gặp mọi người, chúc mọi người một buổi tối, một cuối tuần vui vẻ và để có những năng lượng cho những tuần mới đầy những thử thách. Và bây giờ xin tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.